20 tuổi, vì sao bạn nên sở hữu một hình xăm? 20 tuổi và chọn lựa một hình xăm cho riêng mình, nên hay không các thanh niên? Nếu được chọn một lý do để xăm, thì với bạn sẽ là gì? Vì thích, vì muốn đánh dấu cột mốc nào đó trong đời? Hay đơn giản, chỉ vì muốn thể hiện với mọi người rằng anh đây cũng thanh niên xăm trổ chất ngầu như ai kia? Nên xem, hướng dẫn chi tiết kiểu xăm hình nét mảnh dành cho quý ông. Cho dù là vì lý do gì đi chăng nữa, thì hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đổ mực lên người anh em nhé. 20 tuổi, cái tuổi sắp tốt nghiệp đại học và chập chững bước đi trên đường đời đầy thử thách. Hành trang của bạn sẽ là gì ngoài đống kiến thức học được trên ghế nhà trường? Một chút kinh nghiệm sống, một chút mơ màng với tất cả mọi thứ xung quanh, một chút sợ hãi và phấn khích của tuổi trẻ. Nên xem, 12 gợi ý hình vẽ đơn giản cho người mới xăm lần đầu. Quan trọng hơn hết, tổng hợp của tất cả những cảm xúc này phải là việc bạn biết sau khi bước ra trường đời bạn cần phải mang một niềm quyết tâm cao độ. Nói nghe hơi vĩ mô nhưng bạn biết đó, kiểu dù có thế nào thì anh vẫn sẽ thành công, đại loại kiểu thế. Nên xem, không thích màu mè, đây là gợi ý hình xăm đen trắng dành cho anh em. Vậy thì, hỡi những người đàn ông 20 tuổi, nếu bạn chưa đủ quyết tâm, chưa đủ dũng cảm và gan dạ thì có chăng nên đi xăm? Lần đầu xăm cần lưu ý gì? Tham khảo qua một vài lời khuyên từ các thợ xăm danh tiếng, xăm hình lần đầu, nam giới cần nghe lời khuyên gì từ các thợ xăm? Chịu một chút đau đớn để tìm cho mình một ký hiệu, một slogan thật oách để mỗi khi lạc lối thì nhìn vào nó sẽ cảnh tỉnh bạn. Ở đây tôi không cổ suý cho việc sau khi đọc bài viết này thì ông nào cũng đi xăm nhé. Nên xem, 6 vị trí, vàng trên cơ thể cứ xăm là chất. Nhớ rõ, tuổi 20 của mỗi người chỉ có một mà thôi, và nếu bạn thực sự muốn xăm hình vào tuổi 20 thì hãy thử đi. Xăm sao để không hối hận thì tham khảo video này, 6 tip để bạn sở hữu hình xăm ưng ý mà cả đời sẽ không phải hối hận. Khi chọn thì không hối hận, không đi xóa và không cảm thấy xấu hổ cần phải che, vì nên nhớ đây là những quyết định của bạn lúc tỉnh táo, minh mẫn. Đánh dấu một thời thanh xuân, quyết định dựa trên sở thích và lý tưởng của bạn ngay trẻ. Một hình tượng xăm hình đầy mạnh mẽ gợi ý của The Rock dành cho anh em, muốn xăm mình, hãy xăm hình như The Rock Dwayne Johnson. Để sau này có già đi còn có cái kể với con cháu rằng thời ông 20 tuổi còn xăm hình để ghi nhớ lại tuổi trẻ lý tưởng một thời đây này. Hãy tập cách chọn lựa và chọn lọc những gì mình mong muốn qua từng sở thích cá nhân. Bạn chọn hình xăm gì, màu sắc ra sao, kích thước và vị trí thế nào, tất cả đều do bạn chọn lựa. Đàn ông bây giờ, ngoài để râu cho phong ra còn là xăm hình sao cho manly nữa. Vậy thì, bạn đã sẵn sàng chào đón một hình xăm mới cho cơ thể của mình chưa? Cho tôi biết ý kiến của anh em nhé!